Rồi, xin chào nha anh em. Đã lên cái lụm 98 nha anh em. Xin giới thiệu, em tên là Phép nha anh em. Tại cửa hàng xe máy gánh thép, ngụ ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, huyện Hồng Đất, tỉnh Kiên Giang. Số điện thoại là 0948 66 9949 nha anh em ơi. Tí em sẽ để thêm ở dưới phần mô tả nha anh em. Cái video này Phép giới thiệu riêng về cái thông tin tí để có gì anh em mới dễ tiện bề liên hệ nha anh em ơi. Để mấy cái clip kia không có giới thiệu anh em phàn nàn quá, anh em bảo là quay xe không có thông tin gì hết chưa, không có đường liên hệ, anh em lục tùm lum clip chơi mới gặp cái bảng hiệu cửa hàng đó anh em mới gọi. Cái này là cái phần trên nha anh em, Phép xe giữ nguyên anh em xem, nắp xăng rất đẹp anh em ha, thùng xăng đẹp luôn, có dán này, cái này để chống cắn luôn nè, bát bọng không gãy anh em ha. Đuôi điếc đồ không chỗ không mục như năm ha, nè anh em dòm nè, không có mục mọt. Thường những xe bọc đuôi nó hay chỗ lên đây lắm, nó chỗ này như trên cái đúng rồi, trên đây. Nhưng mà xe mình không có mục mọt như năm. Để cập đi chi tiết đầy đủ thông tin, giá cả chi tiết hết. Quay cái xe nếu mà muốn bán thì phải đầy đủ hết các chi tiết thông tin đó, anh em mới biết được mà chốt anh em ha. Xe này thì báo anh em là riêng hết, máy móc đầu nồi sơn bạc lóc gấp gì còn zin hết, còn zin mà đẹp cỡ này nha anh em. Mấy cái này mà về anh em mà lau ra ha, chùi ra quét dầu rồi thôi, bóng dữ lắm nha anh em. Anh tính anh em tính năm chín mấy tới giờ mà nó cái lóc nó thế này là kêu là quá quýp rồi. Đó, còn gì đòi hỏi nữa, giá xe chỉ có 28 triệu thôi nha anh em. Gấp hộp sơn trên hộp sơn dưới còn hết tem, cái sơn rin còn đầy đủ hết, tem chữ S, tem sườn chết còn luôn, áo sống đầu liền lạc đẹp, không chày không bể áo vậy nè, bẩn. Thậm chí bạc sơn này cũng còn hết trơn luôn nha nè. Để coi cái dành vậy nè, dành nó còn không, đây dành Siam luôn nha nè, dành xe âm luôn, đúng chất xe nè. Đây đầu bò gòn đen rồi, gòn dòng này xài gòn đen nha anh em ơi. Nắp xúc bắp thì nắp số 8 vậy đó, nắp cò đó anh em, gọi là nắp cò đó đó anh em, dòm thấy không, đúng chất mộc luôn. Anh em thấy không, cánh bướm nè, ốc cánh bướm mà ngon, còn trơn đang thui luôn nha em ha, không tháo mở gì hết, tiếng máy nổ còn xè xè đặc trưng của cái dòng của nó luôn nha em. Đợi một xíu để quay qua bên cái nắp cam cho em coi như nó nha. Đó. Ốc nó còn vàng vàng luôn á nè. À, 28 triệu quên em ha. Bạc cục. Lốc bên đây. Còn nguyên si hết luôn nha nè. Bồ 1985 luôn, bồ còn luôn, tem gấp tụi còn hết trơn luôn nha nè. Dành sau là thay rồi nè, nó là dành Siam á, Siam Uxi á. Khá là cơ bản luôn, máy móc nguyên zin luôn, vú bình anh em ha. Bữa Phép nổ máy quên tắt chìa khóa, yếu bệnh.
rất là chuẩn máy luôn nha anh em. Chút nữa cho anh em nghe tiếp cái phần đuôi nè, nó chỉ đó anh em thấy không, nó tươi tươi cái ngoài thôi anh em, nó thấy không, đây nó có miếng lá ngoài đây nè, nè nó tươi miếng lá ngoài thôi nè, nè lá ngoài thôi. Còn cái sườn này, cái thân sườn này thì không có bị gì nha, nó vẫn ok anh em, nó chỉ cái miếng lá mỏng ở đây thôi nè, anh thấy không nè, này thấy mình bẻ bỏ không được nè. Chứ không chỗ lên trên như nè. À, sợ thì sợ nó chỗ lên trên thôi. Hết mẻ là gà luôn. Đó. Thấy không? Ở trên này còn rất ok ha, không lủng cho nè. Quan trọng là ở trên thôi. À, còn không miếng lá. Không lớp mỏng thôi. À. Anh em có chốt thì cần thiết thì qua dịch qua chỉ thị á, sắp làm lại cái phần sau đó cho anh em luôn. Đó, làm cho anh em là bao đẹp. Ha, còn phần trước không có, phần trước là rất là ok. Đây đây. À, cái đó là cái phần cạnh sườn nha anh em. À, chỉ có cái đuôi sau thôi. Khúc cái đuôi sau anh em nè. Đó ha. Chút xíu cái đuôi sau đó. Đó, cái lá ngoài thôi anh em, thấy không? Anh em chốt thì qua dịch sắp xử lý cái đó luôn. Em gửi đi xử lý cái đó cho anh em. Bao đẹp chỉ vậy thôi. Còn máy móc thì anh em cứ yên tâm. Nè, à, bằng lá ngoài thôi. À, rất là đẹp luôn nha anh em. Quy hình luôn. Dòng nguyên lùm này giờ nhìn thấy nó đẹp. Xe này về đi lại cái bộ cái tem 94. Nhưng mà cái màu này thì có màu đen á, màu đen đi tem 94 đẹp. Cái này là màu nâu nha anh em. Màu nâu. Nó hơi đỏ đỏ hơi. Ha, như vậy cũng là rất là đẹp rồi. Tại vì xe zin mà nó thuộc dạng mà còn cỡ này nữa, nó gì quá trời ok nè. Còn cái đuôi đó nó thật sự cho anh em chứ mình bảo quản mình khỏi làm, chứ anh em cứ để zin như này mình chạy thật sự, chứ nếu mà tại hồi đó không biết xài thôi, chứ so ra bây giờ á, mình chạy trong khi mình rụng trước nó luôn, nó chưa rụng không anh em. Nói chung là giá rất là tốt rồi, xe máy bạc sơn anh em dởm đẹp, bạc sơn còn nguyên zin hết luôn. Sườn hay cắn mấy cái này. Bộ 1985 còn luôn. Đứt hết bóng sương mù rồi nè ha. Và code này đủ nè. Nhanh còn ha, thấy không? Anh em ha. Yếu bình anh em. Xe này da yên lợp ha anh em ha. Da yên lợp mút có thai mút luôn. Hello các bé nha. Hello các chú. À, các chú có khỏe không? Các chú mua xe ủng hộ ba con nhé. Nói lại lên. Các chú mua xe ủng hộ ba con nhé. Cảm ơn, cúi đầu cảm ơn đàng hoàng. Đâu vậy? Phanh tay lại, cúi đầu xuống, cảm ơn. Ừ. Gái em Út anh em ơi. Rồi, cảm ơn anh em đã luôn đồng hành và theo dõi ủng hộ phép xe máy nhé. Bye bye.